Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục trở lại gửi tới các bạn với một câu chuyện đầy cay đắng của một người phụ nữ, một người vợ. Đưa tay rờ xuống bụng thì người vợ đã chết lặng. Tôi mong đây là một câu chuyện hay, đầy cảm xúc. Xin kính mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe, bình luận và chia sẻ về câu chuyện này. Thấy vẻ mặt của tôi thì bố vợ lập tức to giọng quát. Đến lúc này tôi đã biết 3 tỷ ấy không hề dễ nuốt một chút nào. Sau đám cưới, tôi và vợ thuê nhà ở riêng. Dù nhà vợ tôi ở thành phố nhưng tôi không thích ở rẻ. Cảnh thuê nhà chật chội, nay đây mai đó cũng chán vô cùng. Tôi chỉ ước ao có tiền mua được một căn hộ cho riêng mình mà thôi. Bố mẹ tôi ở dưới quê nghèo lắm, lại còn em trai tôi đang ở chung với ông bà, chắc chắn chẳng trông chờ gì được. Nhà vợ thì có 2 cô con gái, em gái vợ đã theo chồng. Song ông bà chẳng khá giả gì, chỉ có chút lương hưu đủ ăn tiêu mà thôi. Ấy vậy, nhưng thời gian trước đột nhiên bố mẹ vợ lại gọi vợ chồng tôi về, bảo rằng nếu chúng tôi muốn mua nhà riêng thì ông bà sẽ cho 3 tỷ. Tôi hóa đá không thể tin nổi trước niềm vui đến quá bất ngờ. Tôi phải nhờ vợ cấu mình một cái thật đau mới biết rằng không phải nằm mơ. Lúc đó vợ chồng tôi mới biết ông bà có một mảnh đất khác, sẽ bán đi cho chúng tôi tiền mua chung cư. Trời ơi, 3 tỷ là được một căn chung cư ngon lành lắm rồi. Em rể vợ tôi đã có nhà nên bố mẹ vợ không cho họ nữa. Ông bà nói thương vợ chồng tôi thiếu thốn và dành hết cho chúng tôi. Ngày trước tôi sĩ diện lắm, không bao giờ nghĩ đến chuyện nhờ vả nhà vợ vì sợ mang tiếng bám váy đàn bà. Thế nhưng trải qua mấy năm ở nhà thuê, tôi đã thấm thía sự khổ cực và mệt mỏi. Bố mẹ vợ cho tiền, tôi chẳng từ chối lời nào, lập tức đồng ý và ríu rít cảm ơn. Với 3 tỷ ấy, chúng tôi mua được một căn chung cư rộng rãi thoải mái cho cả gia đình sinh sống. Ngày tân gia, vợ chồng tôi vui mừng làm việc mời anh em, bạn bè và đồng nghiệp đến chung vui. Ai cũng ngưỡng mộ và ghen tị với tôi đỏ mắt. Khi khách khứa đã ra về hết, chỉ còn người trong nhà với nhau, bố vợ đột nhiên ghé tai tôi thủ thỉ. Bố rất vui mừng và tự hào khi có được chàng rể như con. Chuyện nhà cửa của 2 đứa đã xong. Bố mẹ đang rao bán căn nhà bên kia để chuyển về sống ở quê. Cả đời sống ở thành phố bon chen ngán lắm rồi. 2 ông bà già này muốn về quê hưởng thanh bình yên ả. Tôi gật gù đồng tình với bố vợ. Lúc này ông có nói trái đất hình tam giác thì tôi cũng đồng tình luôn. Bởi người vừa cho tôi căn nhà này chính là ông. Thành ra ông nói gì cũng đúng cả. 2 vợ chồng dọn dẹp sẵn 2 căn phòng đi nhé, để bố mẹ đưa các cụ và bà cô sang ở. Tôi nghe đến đó thì ngớ người. Bố mẹ vợ tôi vẫn còn ít tuổi vì ông bà kết hôn sớm. Hiện tại 2 người đang sống với bố mẹ ruột của ông bà, tức là ông bà nội của vợ tôi. 2 cụ đều hơn 80 tuổi, sức khỏe suy sút rất là nhiều. Ngoài ra còn em gái của bố vợ. Bà ấy ly hôn từ lâu và chẳng có con gái gì nên ông đưa em gái về cưu mang. Nghe ý ông thì ông định đưa 3 người ấy sang ở với vợ chồng tôi. Cả gia sản bố để hết cho 2 đứa còn gì. Chúng tôi đã có lương hưu, không cần 2 đứa phải bận tâm. Có chăm 2 cụ với bà cô thôi mà cũng không làm được nữa à.
phận con cháu phải báo hiếu ông bà, đằng này được hẳn 3 tỷ thừa kế này nữa nhé. Thế có đồng ý không? Không đồng ý thì trả lại tôi căn nhà. Thấy vẻ mặt của tôi thì bố vợ lập tức to giọng quát. Đến lúc này tôi đã biết 3 tỷ ấy không hề dễ nuốt một chút nào. Ông bà muốn đẩy gánh nặng cho chúng tôi, còn hai người họ thảnh thơi về quê vui hưởng tuổi già đây mà. Nếu bố vợ nói ngay từ đầu điều kiện này, chắc chắn tôi sẽ không có đồng ý. Nhưng bây giờ nhà cũng đã mua, tiệc tân gia cũng đã tổ chức, bạn bè đồng nghiệp đang ngưỡng mộ tôi không để đi đâu cho hết. Đột nhiên lại không có nhà nữa mà đi thuê trọ, mọi người sẽ cười vào mặt tôi mất. Chưa nói, qua một thời gian ngắn ở nhà mới thoải mái và sung sướng vô cùng. Tôi không bao giờ còn muốn quay lại cảnh ở trọ nữa. Thế nhưng, bảo vợ chồng tôi phải chăm sóc 3 người già. Nghĩ đến là tôi thấy ớn rồi. Vợ chồng tôi có 2 đứa con nhỏ, lo cho chúng cũng đã đủ hết hơi. Hiện tại, tôi tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Tôi mất ăn, mất ngủ cả tuần trời nay rồi. Bố vợ thì cứ dục dã, phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Tôi phải chọn lựa thế nào đây? Làm thế nào để không cần chăm sóc ai mà vẫn được bố vợ cho căn nhà? Thưa quý vị và các bạn, một câu chuyện đầy oái âm mà người chồng, người con rể đã chia sẻ lại về câu chuyện này trên báo chí, trên các trang mạng xã hội, về cuộc sống của vợ chồng cũng như tình cảnh mà mình gặp. Các bạn thấy đó, đúng thật, tự dưng bên nhà vợ cho 3 tỷ để mua một là căn chung cư. Vợ chồng quá mừng, quá mừng còn hơn trúng số. Không ngờ cái tin động trời mà bố vợ đưa ra, tức là nhận căn nhà rồi thì phải nuôi dưỡng là ông bà, tức là ông bà nội, và một bà cô, tức là phải nuôi 3 người. Nếu không nuôi 3 người thì trả lại cái căn nhà cho là bố vợ. Quả thật ông đưa ra một cái điều kiện hết sức quá phũ phàng. Và hiện tại thì anh chàng rể này tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Bây giờ mấy năm trời ở trọ, bây giờ có một căn nhà to rộng 3 tỷ thì sướng quá, nhưng muốn ở trong căn nhà này thì phải nuôi đến 3 người. Mà trong lúc đó thì hai là người còn có 2 đứa con nữa. Thật là phũ phàng phải không các bạn? Vâng, tôi mong quý vị các bạn lắng nghe, bình luận và chia sẻ về câu chuyện này. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên kênh của Minh Hải Miền Đông. Xin chào, tạm biệt.